Thưa quý vị và các bạn, thận là một bộ phận quan trọng của hệ tiết niệu, có chức năng điều chỉnh các chất điện phân, duy trì sự ổn định axit bazơ, điều chỉnh huyết áp và giữ vai trò lọc máu tự nhiên cho cơ thể. Với tầm quan trọng của quả thận đối với cơ thể chúng ta thì đã có rất nhiều nghiên cứu các chứng bệnh của thận để y học đưa ra những phương pháp chữa trị, bảo vệ sức khỏe con người một cách tốt nhất. Và ngay sau đây chúng ta cùng gặp gỡ Minh Thư để tìm hiểu rõ hơn. Bác sĩ có thể cho biết là bệnh suy thận mãn tính là gì và nguyên nhân dẫn đến bệnh suy thận mãn tính được không ạ? Bệnh thận mãn tính là một cái khái niệm người ta chỉ một cái tổn thương thận mà nó kéo dài thời gian trên 3 tháng đó, và nó ảnh hưởng đến chức năng thận trong thời gian đó trở lên. Đó là cái bệnh thận mãn tính. Cái biểu hiện có thể là một cái biểu hiện về mô học hoặc biểu hiện trên xét nghiệm, chúng ta xét nghiệm để tìm thấy. Đó. Trong các cái xét nghiệm gồm có hai cái, đó là xét nghiệm nước tiểu và xét nghiệm chức năng thận, để và các cái tổn thương này nó phải kéo dài trên 3 tháng. Lúc đó người ta nghĩ đến có thể có bệnh lý bệnh thận mãn tính. Nguyên nhân gây nên bệnh thận mãn tính hiện tại bây giờ ngày càng nhiều. Tuy nhiên hiện tại bây giờ xu hướng nó đang liên quan đến các bệnh lý do huyết áp, do tiểu đường hay do các cái bệnh lý về liên quan đến việc ăn uống của chúng ta rất là nhiều. Trước đây là do nhiễm trùng nhiều hơn. Tuy nhiên là giờ thời gian này thì các nguyên nhân nó sẽ liên quan đến những cái bệnh ta gọi là nhóm bệnh về chuyển hóa, đó là rối loạn về đường, rối loạn về mỡ, rối loạn về axit uric, rối loạn về huyết áp, tim mạch, nó làm ảnh hưởng đến cái gây nên cái bệnh thận mãn tính này. Bên cạnh đó nó có những cái nguyên nhân khác đó gây nên những cái triệu chứng tắc nghẽn ở cái thận. Đó là như các bệnh lý sỏi thận hay nhiễm trùng cũng gây nên những cái bệnh thận mãn tính. Vâng, bác sĩ có thể chia sẻ là bệnh suy thận mãn tính theo từng giai đoạn là như thế nào không ạ? Có một số ít các trường hợp là có triệu chứng từ khi phát hiện bệnh, ví dụ như là tiểu máu hay tiểu lắt nhắt. Tuy nhiên đa số các trường hợp hoàn toàn không có triệu chứng gì cho đến khi thận bị suy nặng. Lúc đó sẽ xuất hiện nhiều các cái triệu chứng liên quan đến những cái cơ quan mà thận có thể chi phối hoặc ảnh hưởng. Đó là các triệu chứng liên quan đến tim mạch, liên quan đến thiếu máu, liên quan đến chán ăn, buồn nôn đó, hoặc là những triệu chứng đau khớp, đau dạ dày, nghĩa là gần như tất cả các cơ quan trong cơ thể của chúng ta. Và các cái giai đoạn bệnh này nó trải qua một cái quá trình rất là lâu, do cái thận của chúng ta có khả năng hoạt động buồn trừ đó. Những cái tế bào thận bình thường có thể hoạt động buồn trừ cho nhiều cái tế bào thận hư khác. Chính vì vậy mà cái giai đoạn bệnh thận nó thường âm thầm trải qua một cái giai đoạn rất là lâu và nhiều năm hoặc nhiều chục năm đó, rồi mới đến mức suy thận. Thì người ta phân ra làm thứ nhất là các cái bệnh thận mãn tính đó, rồi nặng hơn chút xíu người ta bắt đầu suy thận. Suy thận có 5 giai đoạn, giai đoạn độ 1, độ 2, độ 3, độ 4, độ 5. Đến độ 5 là cái độ cuối cùng rồi, cái thận gần như mất chức năng hoàn toàn. Và chúng việc điều trị gần như chỉ liên quan đến cái chúng ta cần phải ghép thận nè, hoặc là phải lọc máu liên tục nè, hoặc là thẩm phân phúc mạc, là những cái biện pháp mà nó gây tốt ngán và mất nhiều thời gian cho bệnh nhân, và nó cũng ảnh hưởng nhiều đến cái sức khỏe, giảm cái chất lượng cuộc sống của bệnh nhân rất nhiều. Chính vì vậy mà nắm bắt các cái giai đoạn bệnh thận và bất kỳ cái giai đoạn nào chúng ta cũng cần được điều trị đầy đủ và đúng để chúng ta giữ được cái thận chúng ta có một cái duy trì một cái chức năng tốt lâu dài. Vậy lời khuyên của bác sĩ cho căn bệnh suy thận mãn tính là như thế nào? Ngay từ bây giờ chúng ta cần phải thay đổi cái chế độ ăn uống và lưu ý trong cái cuộc sống hàng ngày để chúng ta có kiểm tra cái chức năng thận này. Việc kiểm tra chúng ta sẽ làm lưu ý ba cái việc: nhất kiểm tra nước tiểu, thứ nhì kiểm tra máu để kiểm tra cái creatinine máu, cái thứ ba chúng ta cần phải siêu âm cái thận tiết niệu. Như vậy thì những cái đối tượng nào mà chúng ta cần phải kiểm tra sớm? Thứ nhất đó là những người bị tiểu đường, những người bị huyết áp, những người lớn hơn 50 tuổi, những người béo phì hay thừa cân, hoặc là những người có người thân trong gia đình bị bệnh thận, chúng ta cần phải kiểm tra hàng năm. Và bên cạnh đó, bên cạnh cái việc kiểm tra thì cái chế độ ăn uống hàng ngày cần phải lưu ý, và chúng tôi lưu ý về cái bệnh nhân rất nhiều đó là trong cái ăn lạc thì chúng tôi cho cái khẩu hiệu đó là không nêm không chấm cho những cái đối tượng mà có nguy cơ bệnh thận hoặc bị bệnh thận đó, nghĩa là cái giảm cái lượng muối hàng ngày. Cái việc thứ nhì đó là phải ăn tiết chế chất đạm. Việc ăn nhiều chất đạm nó làm tổn thương và nó thải trừ ra nhiều cái chất, nó gây độc cho cái thận và làm suy giảm chức năng thận rất nhanh. Với lượng đạm hàng ngày chúng ta cần phải lưu ý thêm,
đó là cái những cái chất đạm mà hấp thu nhanh chút xíu nó nhiều trong cá hoặc trong thực vật sẽ tốt hơn nhiều trong các loại thịt màu đỏ đó, hay là những cái thức ăn khác đó, hai cái đặc biệt lưu ý như vậy. Còn những cái khác nó sẽ liên quan đến những cái biến chứng của bệnh thận ảnh hưởng đến cơ quan khác, chúng tôi sẽ có những cái lời khuyên cụ thể. Vâng, xin cảm ơn những chia sẻ của bác sĩ đã mang đến cho chương trình. Và Minh Thư xin kính chúc bác sĩ có thật nhiều sức khỏe để có thể cống hiến nhiều hơn nữa vì sự nghiệp sức khỏe cộng đồng. Thưa quý vị và các bạn, đến đây thì Minh Thư và bác sĩ Thạch Quê xin được nói lời chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào những chương trình kỳ tới. Từ đó là tạo cái động lực để tạo thành một cái thương hiệu gà rán như hiện nay. Cách không gian bày trí riêng mang lại một sự rộng rãi, thoáng mát, lịch sự và cũng không kém phần mới lạ, thu hút được rất là nhiều các bạn trẻ quan tâm.